8 dấu hiệu trẻ sơ sinh khỏe mạnh mẹ nên biết. Từ giây phút đầu tiên được ôm bé trong vòng tay, cuộc đời bạn đã bước sang một chương hoàn toàn mới. Bé của bạn đang thay đổi từng ngày. Đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời, nắm bắt được sự phát triển của bé sẽ giúp bạn hiểu rõ con mình và chăm sóc bé tốt hơn, đặc biệt với những người làm mẹ lần đầu tiên. 1. Bé bú ngoan đúng cữ. Mẹ biết không, em bé nào sinh ra cũng mang bản năng bú bẩm sinh, nên khi nhận được bất cứ thứ gì ở gần miệng, bé sẽ bú. Mẹ có thể dựa vào bản năng này để dự đoán tình trạng sức khỏe của bé. Nếu bé ham bú và thường xuyên đòi ăn, có nghĩa là con tiêu hóa rất tốt và đang khỏe mạnh. 2. Bé không khóc hờn, khóc đêm và dễ dỗ. Giữa mẹ và con có một sự kết nối kỳ diệu thật khó lý giải, ngay từ lúc còn mang thai cho đến khi gặp nhau ở bên ngoài. Khoảng thời gian 9 tháng nằm trong bụng, bé đã nghe và cảm nhận được giọng nói tiếng ru ấm áp của mẹ. Khi chào đời, giọng nói ấy đã trở nên thân thuộc, có thể xoa dịu cơn khóc hờn của bé và đưa bé chìm vào giấc ngủ ngon. Khi tiếng nói tiếng ru của mẹ có thể vỗ về bé, làm bé ngừng khóc và ngủ ngon, có nghĩa là bé đang đi đúng hướng phát triển cảm xúc. Khi tiếng nói của mẹ có thể thu hút sự chú ý của bé và bé có phản ứng dễ chịu, có nghĩa là bé phát triển bình thường. 3. Thay tã cho bé từ 4 đến 6 lần một ngày. Ở mỗi giai đoạn, nhu cầu đi vệ sinh của bé sẽ khác nhau, ngoại trừ lúc bị tiêu chảy, táo bón hoặc mắc một số bệnh về đường ruột làm rối loạn tiêu hóa của bé. Còn bình thường, bé sẽ đi ướt bỉm và cần phải thay từ 4 đến 6 chiếc một ngày. Mẹ có thể yên tâm về sức khỏe của bé khi đều đều, mỗi ngày con thay từ 4 đến 6 chiếc bỉm, dù con bú sữa mẹ hay bú sữa công thức, vì đó là dấu hiệu cho thấy bé không chỉ bú tốt mà còn tiêu hóa tốt. Tuy nhiên, mẹ cần theo dõi kèm với tình trạng tăng cân của bé trong vài tuần đầu sau sinh. Vì nếu bé đi vệ sinh điều độ nhưng không tăng cân thì có nghĩa là nguồn sữa không đủ dinh dưỡng hoặc việc hấp thụ dinh dưỡng của bé kém hoặc bé đang gặp phải tình trạng sức khỏe nào đó, mẹ cần đưa con đến bệnh viện khám. 4. Bé đạt chiều cao cân nặng theo tiêu chuẩn. Để đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ, cần dựa vào chiều cao và cân nặng. Trong 6 tháng đầu tiên, bình thường trẻ sơ sinh có thể tăng từ 141,5 đến 198,1 gram cân nặng và 1,22 đến 2,54cm chiều cao mỗi tuần. Như vậy, mẹ có thể biết em bé phát triển tốt và khỏe mạnh nếu sau 5 tháng bé tăng chiều cao gần gấp đôi lúc sinh và tăng gần gấp 3 lần cân nặng khi 1 tuổi. 5. Bé biết nhìn mẹ và mỉm cười. Nhiều người cho rằng bé sơ sinh 1 tháng tuổi chưa biết giao tiếp, nhưng sự thật không phải như vậy. 1 tháng tuổi, bé đã có thể nhìn ở khoảng cách gần và giao tiếp được với mẹ bằng mắt. 2 tháng tuổi, bé biết cười với mẹ. 4 tháng tuổi, bé biết cười xúc xích. Và 5 tháng tuổi, đã có thể mỉm cười đáp lại mẹ. Khi mẹ thấy bé biết phát ra những tiếng kêu và bập bẹ, có nghĩa là bé đã sẵn sàng giao tiếp. Đây cũng là dấu hiệu trẻ sơ sinh khỏe mạnh, còn đang phát triển tốt và nhận thức được nhiều thứ xung quanh. 6. Bé biết quan sát những điều khác nhau xung quanh mình. Khả năng nhìn của bé sơ sinh rất yếu, con chỉ có thể nhìn ở khoảng cách rất gần nhưng không thấy rõ ràng. Khi lớn hơn một chút, bé mới có thể nhìn ở tầm xa hơn và nhìn rõ hơn. Con biết quan sát mọi thứ xung quanh và tập trung mắt vào một điểm gì đó khiến con bị thu hút. Cho nên khi mẹ thấy con biết nhìn chằm chằm vào một vật hoặc một điểm nào đó, chẳng hạn như quạt chân, chóng chóng, các đồ vật có màu sắc, có nghĩa là con đang phát triển bình thường và khỏe mạnh. 7. Bé biết phản ứng với âm thanh mới. Thật kỳ diệu khi thai nhi có thể nghe được âm thanh bên ngoài bụng mẹ và nhận thức được các âm thanh đó sau khi bé sinh ra khoảng vài tháng. Nếu mẹ nhận thấy con có phản ứng với âm thanh của âm nhạc, truyền hình, âm thanh từ đồ chơi và rất nhiều âm thanh mới khác, có nghĩa là con đang phát triển tốt. 8. Bé phát triển vận động tốt theo từng giai đoạn. Rất nhiều em bé 1 tháng tuổi đã có thể giữ đầu của mình lên một thời gian ngắn. Vào thời điểm bé 3 tháng tuổi, con sẽ làm như vậy thường xuyên và với kỹ năng cao hơn. Nếu bé có thể ngẩng đầu lên hoặc quay sang nhìn ngó xung quanh trong vòng tay của mẹ, điều đó chứng tỏ con đang phô diễn sức mạnh ngày càng tăng của mình. Khi bé có thể giữ thăng bằng, tay cứng cáp hơn và có thể kiểm soát được đầu, cổ và thân dưới, bé sẽ cố gắng ngồi dậy. Lúc này, tầm nhìn của bé thay đổi, cho phép bé quan sát được ở phạm vi rộng hơn. Khi nhận thấy những điều mới mẻ này, bé sẽ cố gắng giớn người cao hơn để được nhìn nhiều hơn. Trong những lần đầu tiên, bé sẽ không tự ngồi lâu được, nên bạn có thể giúp dang hai tay bé để cho bé giữ cân bằng. Để khuyến khích bé ngồi, bạn hãy đu đưa nhẹ người bé và đặt những món đồ lạ mắt yêu thích của bé ở trước mặt. Sau đó bạn di chuyển các món đồ chơi cho chậm chậm từ bên này qua bên kia để tập cho bé giữ thăng bằng và quen với việc ngồi hơn.